Xin chào các bạn. Nay mình quay trở về thăm cái ruộng ớt sừng vàng châu Phi của anh Tuấn ở sân bay Trà Nóc đây. Ruộng ớt sừng vàng châu Phi, ớt trong mùa mưa. Ớt làm trái vụ trong mùa mưa, trong khi tất cả những cái diện tích ớt ở các khu vực đều bị cái bệnh thối lá ớt hoành hành, thì hiện nay cái ruộng ớt của anh Tuấn cũng vẫn còn đang rất là đẹp. Ruộng ớt là ớt của anh ấy đây. Ớt của anh ấy hiện nay đang xuống trái như này và rô sữa. Trái sữa đây. Cái này là anh ấy đã sử dụng cái bộ sản phẩm bộ 4 của mình, và cái anh ấy sử dụng cái sản phẩm vôi sữa này, các bạn thấy không? Sản phẩm vôi sữa và cái 24 giờ. Thì các bạn thấy là cái trái ớt nó xuống rất là no, tròn và nó đầy. Đó. Cái vôi sữa mà mình sử dụng là nó làm cho cái trái nó lên sữa rất là nhanh và trái rất là bóng. Này, cái này soi gần này các bạn thấy như cái trái ớt này có thể soi gương được luôn rồi. Đó. Nó nhìn nó mơn mởn như kiểu gái 18 á. Đó. Và cái trái ớt mình làm trong mùa mưa mà cái biểu bì nó rất là dày. Nó dày và cái độ mà trọng lượng của trái rất là nặng, nó no, nó tròn như này. Nhiều các bạn cứ nói là bây giờ ớt là phải mua mấy cái dòng phân bón lá về xịt cho nó to trái, mập trái, rồi nó dài trái. Nhưng xin thưa các bạn là đối với mùa mưa mà các bạn nào mà càng lạm dụng cái thuốc đó ấy, thì các bạn càng bị thối trái nhiều và hư cây rất là nhanh. Còn riêng đối với cây ớt ấy, các bạn thấy không, mình cứ chăm sóc đủ dinh dưỡng, giữ bộ lá cho nó thật là tốt thì trái lúc nào nó cũng no như thế này, no tròn. Đó, trái dài no tròn. Và với cái trái như thế này á, thì chỉ cần khoảng tầm 65-70 trái là đã được 1 ký rồi. Đó, thì các bạn thấy là cái mà cây ớt này là trái nó rất là hiệu quả. Anh của cái ruộng ớt đây, anh Tuấn ở sân bay Trà Nóc. Đó, thì anh Tuấn đã sử dụng cái bộ sản phẩm của mình, và anh Tuấn sẽ chia sẻ cho các bạn biết được cái sản phẩm này sử dụng để nó như thế nào. Đây anh chia sẻ cho anh em. Thì xài vôi sữa là nó bị cho trái nó dày nè, bóng à. Trái đẹp trái, hạn chế được gùi đục trái. Dạ. Mùa mưa này mình xài nó là rất là tốt. À. Canxi 24 giờ với nó là kết hợp lại là trái nhìn rất là đẹp, dày vỏ nữa. Đây cho em quay sát cái trái. Đấy, các bạn đây. Nhìn đấy, đó. Cứng. Hạn chế được là gùi đục trái luôn. Dạ. Hàng ớt này gùi đục trái là nhiều lắm, nhưng mà xài cái vôi sữa với canxi 24 giờ là thấy rất hiệu quả. Dạ. Ông mà anh xài thế này là cái nó ngừa được cả cái thối lá, mà cái ruộng này của anh thì hầu như là anh giữ được rất là tốt. Và cái tỷ lệ đậu trái mà cái hàng vôi sữa đem lại cao không anh? Cao. Tỷ lệ đậu trái là nó thằng bo nó cũng không có thua thằng bo không bao nhiêu đâu. À. Nhưng mà mình xịt nó là nó có nhiều cái tác dụng hơn. Trái gà nữa rồi, cứng rồi nè. Dạ. Yeah. Là mình xịt cái vôi sữa với cái 24 giờ là nó làm cho cái biểu bì trái nó với lại cái lá nó dày. Đúng rồi, mùa mưa này là dày lá càng tốt. Dạ. Yeah. Và trái nó cũng dày cũng đỡ hạn chế. Còn anh làm cái capsaicin và cái vôi thì anh rửa thường xuyên không? Mưa lớn là đi tận mưa là đi rửa. Là anh sử dụng là nếu mà 24 giờ được có xịt hoài, xịt keo cử thôi. Rồi. Còn vôi sữa với capsaicin là diệt khuẩn là cứ mưa là đem rửa. Và anh lấy 50c vôi sữa cộng với lại một gói capsaicin. Một gói capsaicin bình 16 lít. Bình 16 lít là anh cứ rửa xương khi mà trời mưa. Tận mưa là mình đi ra rửa. Thế còn buổi sáng sớm mà nếu mà xương muối, xương nhiều thì anh có rửa hay rửa nước thôi? Xương thì rửa nước cũng được, mà rửa nước một hai bữa thì quay lại rửa thuốc. Dạ. Lưng phiên vậy đó. Dạ dạ. Chứ không phải mà bắt buộc phải rửa thuốc không. Dạ. Thì cái ruộng ớt của anh này rất là đẹp này, thấy cái trái mình xuống sữa này. Đấy, trong thời điểm hiện nay thì thương lái đã đăng điện vào và giá là 65.000 một ký. Nhưng mà riêng đối với trái cổ một mà nó đẹp như thế này thì giá 65.000 chắc không bán. Đợi nó lên 80 mới bán.
giá cả thị trường đây. Đang sữa nè, đang cái màu sữa. Xuống sữa quá trời này. Đang màu sữa. Đây. Đó. À, thực sự là anh ngoài cái bộ sản phẩm này ra thì anh đâu có xài cái dòng phân bón lá nào đúng không anh? Không, chỉ có xài Hàn Quốc thôi. À. À, mình xài Hàn Quốc này, vôi sữa với 24 giờ thôi, từ giờ đầu mùa tới cuối mùa. Mùa với camisin mình đó. Dạ, với lại camisin. Diệt khuẩn. Diệt khuẩn. Đó, chứ còn ngoài ra anh đâu có xài cái sản phẩm mà các bạn cứ bảo thấy không, nhiều khi mình phải nung cho nó to trái này, có nhiều bạn đấy đúng không? À, nó xịt phân bón lá ở không dày trái thì nó cũng thua mùa mưa này. À. Mình mà xịt vôi sữa thì nó to trái mà dày trái bóng đẹp luôn. À. Là mình... lái bán bao nhiêu lần trồng rồi xuống lái là rất là phát. Mà anh đâu có cần phải sử dụng phân bón lá đâu, đâu phải là cần đâu, đâu to cần trái dưỡng trái đâu đúng không? Đúng. Rồi. Xin cảm ơn những cái chia sẻ của anh rất là chân tình. Đây là anh em, những anh em đam mê ớt sừng vàng Châu Phi. Đó. Thì đơn giản thôi, đây này, bên cạnh nhà anh Tuấn thì cũng có một cái anh trồng ớt sừng vàng đây. Một ông này cũng đấy, thì các bạn cứ thế, đây là cái sự so sánh. Ớt trồng cùng ngày đúng không anh Tuấn nhỉ? Ờ. Đây. Cái ruộng ớt này là trồng cùng ngày với lại anh Tuấn. Mà đây, trong khi ruộng ớt bên nhà anh Tuấn thì cây trái sum xuê. Đó, còn cái ruộng ớt bên cạnh đây, các bạn nhìn thấy một cái trái nào mới lạ. Đó. Đây là lỗi, các bạn thấy không? Anh này là anh ấy đam mê thuốc nhóng và các dòng phân bón lá. Và anh ấy chủ yếu là xịt thuốc nhóng để phân bón lá rồi giúp cho ra hoa đậu trái, tăng trái, trái lớn trái rồi rất là nhiều thứ. Mà anh em tư vấn thì anh này anh không chịu, anh ấy muốn tự tay anh ấy làm. Đây, một cây được một trái. Và anh nói là anh ấy có mấy anh đại lý bán thuốc thì có kinh nghiệm cho nên là anh ấy không đi theo anh em và muốn tự tay làm, nhưng mà đến bây giờ thì thành quả nó, đây các bạn thấy không, hai ruộng ở gần nhau này, nhưng mà thành quả nó có cái sự khác biệt rõ ràng đấy. Một bên là chỉ có lá nóng và nó nhóng lên thôi, bông rất là ít và không có bông, không có bông nhóng đấy. Còn một bên người ta đây, quay trở lại ruộng ớt của anh Tuấn đây. Đây các bạn, mình không phải quay một hàng mà quay cả sang cái hàng bên kia. Đó, các bạn đây này. Đấy. Các bạn nhìn thấy trái nó xuống không? Đó. Thấy không? Đó. Để các bạn thấy sự khác biệt giữa hai cái ruộng ớt đấy. À, một bên là của anh Tuấn, một bên đây. Đó, ruộng ớt đây. Đó. Cho nên là cùng xuống một ngày, cùng làm một ngày, nhưng mà riêng về cái kỹ thuật và sử dụng cái sản phẩm nó rất quan trọng đối với cái ớt sừng vàng Châu Phi. Nếu mà các bạn mà thấy không, mình sử dụng ớt sừng vàng Châu Phi mà mình cứ lạm dụng những cái dòng phân bón lá và những cái dòng thuốc, nhiều khi rất là tốn tiền. Các anh xịt một bình thuốc có vài trăm ngàn. Nhưng mà riêng các anh thấy ở đây chúng tôi làm ớt sừng vàng Châu Phi ấy, một bình thuốc chúng tôi xịt nó khoảng cao nhất mà đặc trị là 66.000 à. Còn nhiêu là bình thuốc anh em mà xài ấy, là có khoảng tầm 20-30 ngàn, 30-40 ngàn mà ruộng ớt vẫn là đẹp, lung linh. Đó. Anh em không tin thì cứ kết bạn Zalo, alo, và mình sẽ giới thiệu xuống cái ruộng của anh Tuấn này và cho anh em xin số điện thoại, cứ tư vấn thử xem. Nhiều khi anh em xài bình thuốc có 15-16-20 ngàn là, chứ đâu có cần mà như các bạn mà xài một lần mà xài tới 100-200 ngàn rồi sử dụng phân bón lá thì rất là nhiều, thì đến khi làm cho cây nó nhóng bông nó rụng thôi chứ nó chẳng có tác dụng gì cả. Thì mong anh em mình chia sẻ kinh nghiệm để mình làm ớt sừng vàng Châu Phi. Hôm nay là vừa dứt bão xong thì mình đã đi quay cái clip này để anh em lấy tinh thần và phấn chấn, anh em tiếp tục chúng ta đam mê ớt sừng thì cùng làm. Xin cảm ơn các bạn.